Xin chào mọi người đã đến với video của nhóm mình ngày hôm nay. Đây là các thành viên của nhóm mình nè. Chúng ta cùng khám phá virus viêm não Nhật Bản nhé. Về quá trình xuất hiện, các nghiên cứu di truyền học hiện đại gợi ý rằng virus gây viêm não Nhật Bản Japanese Encephalitis Virus, GEV, có nguồn gốc nguyên thủy từ một loại virus cổ đại ở khu vực Malay Archipelago. Loại virus này sau đó tiến hóa trong vài năm thành các chủng khác nhau genotype 1-4 và lan rộng khắp châu Á. Virus gây viêm não Nhật Bản thuộc loại virus Abo nhóm B, họ Leviviridae giống Leviviris. Đặc điểm virus học. Về mặt cấu trúc, có dạng hình cầu, đường kính từ 30 đến 35 nanomet, chứa ARN một sợi, cấu trúc nucleocapsid đối xứng khối. Sức đề kháng ở 600 độ C bị tiêu diệt sau 30 phút, ở 4 độ C bị tiêu diệt sau vài giờ, dễ dàng bị tiêu diệt bởi các dung môi hòa tan lipid, ether, xà phòng, formalin và tia cực tím vào nhiệt độ cao. Kháng nguyên, virus viêm não Nhật Bản có kháng nguyên trung hòa, kháng nguyên ngăn ngưng kết hồng cầu, kháng nguyên kết hợp bổ thể, nuôi cấy. Virus viêm não Nhật Bản có thể nuôi cấy trên các tế bào thận khỉ, thận lợn, đặc biệt chủng virus này phát triển rất tốt ở tế bào mũi. Người ta còn nuôi cấy virus vào não chuột nhắt trắng 1 đến 3 ngày tuổi. Virus phát triển làm cho chuột bị liệt. Cũng có thể nuôi cấy virus vào lòng đỏ trứng gà, ấp được từ 8 đến 9 ngày. Sau 48 đến 96 giờ, virus phát triển làm cho bào thai chết. Dịch tễ học, loại virus gây bệnh viêm não Nhật Bản này có chủ yếu từ các loài chim hoang dã, gia súc, do vậy viêm não Nhật Bản là bệnh có ổ dịch thiên nhiên ở khắp nơi. Sự lây truyền một số loài bò sát và các loài động vật có xương sống nơi virus nhân lên lưu trữ lâu dài và phát tán đến vật nuôi gần người. Virus Nhật Bản lây truyền qua muỗi đốt, không lây truyền trực tiếp từ người sang người, từ động vật sang người. Về triệu chứng thì tử vong do viêm não Nhật Bản thường xảy ra trong vòng 7 ngày đầu tiên. Nếu qua được giai đoạn này, các triệu chứng giảm dần, nhưng có đến 50% số bệnh nhân sẽ phải sống chung với các biến chứng như là viêm đường hô hấp, co giật, động kinh, thường xuất hiện muộn sau ít nhất 1 năm, thậm chí là hôn mê sâu. Biện pháp để chẩn đoán gồm chọc dịch não tủy xét nghiệm tế bào vi trùng, hóa sinh hoặc virus học, phân lập virus từ máu trong 2-3 ngày đầu của bệnh. Với những trường hợp bệnh nhân đã chết, nhưng nghi ngờ do viêm não Nhật Bản, có thể làm xét nghiệm phân lập virus từ não tử thi trong vòng 2 giờ đầu kể từ khi bệnh nhân tử vong, chẩn đoán hình ảnh bằng chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ để phát hiện tình trạng phù nề, xuất huyết hay các bất thường khác tại não, điện não đồ để khảo sát hoạt động điện của não nhằm phát hiện các sóng bất thường tại đây, xét nghiệm máu với các xét nghiệm cụ thể như công thức mắc xét nghiệm hóa sinh, xét nghiệm huyết thanh lọc nhằm phát hiện kháng thể đặc hiệu chống lại bệnh. Để phòng ngừa virus viêm não Nhật Bản, chúng ta cần phải tránh cho trẻ chơi vào thời gian bình minh hoặc hoàng hôn, thời điểm muỗi truyền bệnh hoạt động mạnh, cần mặc quần áo kín để ngừa muỗi đốt, nằm ngủ màng, dùng các dung dịch ngừa muỗi, phát quang bụi rậm để tránh trú ngụ của muỗi, vệ sinh môi trường sống nên làm việc sạch sẽ và tiêm vaccine phòng bệnh virus viêm não Nhật Bản đúng thời điểm cho trẻ. Về phương pháp điều trị thì hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu viêm não Nhật Bản và hiện nay chỉ điều trị hỗ trợ. Chính vì vậy, khi bệnh nhân mắc bệnh viêm não Nhật Bản thì tỷ lệ tử vong cao và di chứng về thần kinh sau này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video nhé. Mọi thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ qua email của tụi mình nè. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học thú vị hơn nha.